Ta thấy các ngươi không thể làm nên chuyện gì lớn. Chi bằng nhân cơ hội này, nương nhờ vào dân cùng, không thể. Sao lại không thể? Bây giờ cơ hội chiến thắng đang nghiêng về phía chúng ta, đương nhiên phải cho chúng ta khai giới. Ý của ta chính là tìm người đưa thư cho dân cuồng, nói với hắn ta, muốn hắn ta cùng với đại huynh bình đẳng ngang hàng. Dân cuồng làm sao có thể giúp các ngươi như vậy được chứ? Một đám tiện nhân mà muốn ngang hàng bình đẳng, mà cùng lắm như vậy thì cũng chỉ là vì tình thế cấp bách hắn ta mới đồng ý với các ngươi thôi. Ngộ nhỡ sau này hắn ta đột ngột đổi ý thì thế nào? Đến lúc đó sẽ bị giết chết như thế nào các ngươi cũng không thể biết được đâu. Không thể. Con người tên dân cuồng này dù ngoan cố độc đoán, nhưng vẫn là một nam tử hán đại trượng phu. Ta tin hắn sẽ không bội tín. Ta thấy người quá tự tin rồi. Đủ rồi. Cha, không phải là cha luôn một lòng ủng hộ con hay sao? Tại sao cứ luôn nói những lời làm nhục chí như vậy? Ta đã từng cho con cơ hội, nhưng xem các người đi, chỉ ẩn nấp trong hang động này, một chút động tĩnh cũng không có. Người nói ta làm sao ủng hộ các ngươi được chứ? Nhưng tiền đề của ủng hộ chính là tín nhiệm. Người một chút cũng không tin con. Hải Thiên con dù không phải là nhân vật gì lớn, nhưng con quyết không núp bóng kẻ khác. Tử Thư, mọi chuyện cứ làm theo lời ngươi nói. Rõ. Đi thôi. Chiến đấu quan trọng nhất là tinh thần. Mong người lần sau đừng nói những lời làm nhục chí người khác như vậy. Nếu không thì sao? Nếu không, con trai của người sẽ không thể tận hiếu với người được đâu. Ngươi uy hiếp ta à? Giờ thì ta biết rồi. Mà ngươi dám uy hiếp ta, có khả năng thì ngươi hãy đấu với dân cuồng đi. Ngươi hãy nhìn vào dân cuồng đó. Dân cuồng làm sao? Hắn ta có ba đầu sáu tay ư? Cứ cho là hắn có, thì hắn ta cũng do phụ thân phụ mẫu hắn nuôi dưỡng. Bây giờ còn đợi ta đi cứu hắn hay sao? Người nói con trai người điểm nào cũng thua kém hắn ư? Cháy rồi. Rút lui. Thiếu tướng quân, thua cũng đã thua rồi, tức giận cũng không có ích gì. Không phải là gì của ngươi. Ngươi vẫn còn cố chấp à? Chẳng lẽ ngươi muốn toàn quân bị giết chết ngươi mới cam tâm hay sao? Ta không tin. Dân cuồng ta với đại quân 5 vạn lính mà không thể đánh bại một đám quân chưa tới 1 vạn người. Thiếu tướng quân, đánh trận phải bàn mưu lược, chỉ dựa vào tài trí của bản thân chuyện lớn không thể thành được. Bẩm báo, Khấu quyện Hải Thiên có gửi đến một bức mật thư, mời tướng quân xem. Hải Thiên là kẻ nào?
Nghe nói vốn là đình trưởng của Khấu huyện, sau này vì phạm tội mà bị truy nã, sau đó chiếm lấy đỉnh núi, tự lập nên đất của mình. Chỉ là một tên nhãi nhép mà muốn ngang hàng bình đẳng với bản tướng sao? Nói cho bọn họ, bản tướng không đồng ý. Đợi đã, người đưa đến đang ở đâu? Dạ, đang ở ngoài cửa lớn. Mau đưa người đó đến gặp ta. Điều này, chuyện của Đại Dương đều do ta sắp xếp. Dạ. Tuyệt lắm, quả là ông trời giúp ta. Tuyệt lắm. Tuyệt. Có quả quạng, có quả quạng. Cứu mạng. Có chuyện gì? Bẩm tướng quân, Khấu huyện bỗng lửa cháy ngập trời, xem chừng khó có thể dập tắt được. Truyền lệnh xuống, đại quân chuẩn bị, lập tức xuất binh. Rõ. Tướng quân, đôi khi trong ngoài phối hợp sẽ đem lại kết quả không tồi. Ngài nên nghe lời tôi. Ngọn lửa này sớm đã cháy bùng lên rồi. Ta không thể nghe lời ngươi. Ngọn lửa còn phải bùng lên. Đây chính là ông trời muốn giúp, muốn cho ta có được Khấu huyện. Xuống. Xuống ngay. Xuống. Thiếu tướng quân, ngài hãy nghe ta nói. Khấu huyện là trung tâm của cuộc chiến. Dù chúng ta đã hạ được nó, nhưng mà khó lòng biết có gian tế hay không. Vậy nên tất cả những kẻ khả nghi đều phải giết sạch. Mau lên. Mau lên. Dừng tay. Xin hỏi chân tướng quân, những người dân này đã phạm phải tội gì? Tại sao phải giết họ? Đây là quân lệnh. Mà quân lệnh cần phải có lý do sao? Vậy ta xin bảo lãnh, hãy thả họ ra có được không? Ngươi là ai? Ngươi dựa vào cái gì đứng trước mặt ta nói hai chữ bảo lãnh? Tại hạ Hải Thiên, chỉ muốn ngang hàng bình đẳng với ngài. Tướng quân, đêm hôm qua vụ quả quạng trong doanh trại của quân địch chính là do anh ta phóng. Quả quạng ở Khấu huyện là cho ngươi phóng mà. Tin tưởng chân tướng quân là một người biết giữ lời hứa, nhất định sẽ tuân thủ những điều chúng ta đã cam kết. Hỗn láo, ngươi dám nói điều kiện gì với ta? Ngươi nghĩ ta không dám giết chết ngươi à? Ngài dám. Đương nhiên là dám. Đến những người dân vô tội mà ngài còn dám giết, huống hồ một kẻ tầm thường như ta. Ngươi không sợ chết à? Là Hải Thiên ta tự rước quả vào thân, tội chẳng lần đáng chết. Dù sao thì ta cũng không thể cứu được bọn họ. Vậy thì hãy để tôi chết cùng với họ, coi như là chuộc tội. Đến cái chết cũng không sợ. Đáng mặt nam tử. Dân cuồng ta bình sinh luôn coi trọng nhất là loại người này. Hải Thiên, năm nay ngươi bao nhiêu tuổi? Tại hạ năm nay 22 tuổi. Người lớn tuổi hơn ta. Từ hôm nay chúng ta trở thành huynh đệ. Người chính là Hải Thiên huynh của ta. Hải Thiên e rằng không dám nhận. Người coi thường ta à? Không dám. Vậy được rồi, uống rượu. Những người dân này, ý huynh thế nào? Thả cho họ đi. Vậy thì sẽ tha cho họ. Nhốt bọn họ vào nhà lao, canh chừng nghiêm ngặt, tạm thời không giết. Đây là ý của huynh Hải Thiên ta. Tạ ơn, tạ ơn, tạ ơn. Đi thôi. Tạ ơn Hải ca, tạ ơn ân nhân.
ba chị. Dân tướng quân nói, phụ thái quý sợ ba dì ở không quen, đặc biệt sắp xếp cho ba dì ở đây. Nếu có điều gì còn thiếu sót, xin hãy nói, tiểu đệ lập tức giải quyết. Được rồi, ngươi luôn xuống đi. Dạ. Đi nào. Mới đó còn kề dao vào cổ đại ca, thật là làm đệ toát cả mồ hôi. Thật không ngờ lại đổi ý nhanh như vậy. Dân tướng quân trở thành bằng hữu với lão đại, thật là chuyện không thể ngờ. Ta nghĩ chính đại ca dám làm như vậy, nhất định là đã dự liệu được kết quả như thế này. Đúng vậy không? Không có. Vậy là... Để đừng quên, ta là một con bạc. Ta biết lúc nào nên đánh cược. Không biết các người đã nghe qua chưa? Ngày trước, Tô Trí có một câu: ngôn mà vô ngôn, có thể khiến cho dân quần hắn ngoan ngoãn làm theo. Chỉ xuất phát từ điểm này, ta đã có thể kết luận rồi. Trong lòng dân quần, hắn ta rất coi trọng chữ nghĩa. Hơn nữa, dựa vào tính cách của dân cuồng, giết những người dân đó, chính vì đã rất lâu mà không hạ được Khấu Quyện, muốn trút cơn giận. Nhưng sự tình thế này đối với ta là một điều tốt. Từ trước tới giờ, người có được lòng dân thì có được thiên hạ. Ta nguyện lấy tính mạng của bản thân để đánh cược một lần. Song lòng người khó liệu, nếu hắn giết huynh thì sao? Vậy thì ta đành phải chấp nhận số phận thôi. Ai có thể khiến ta đoán sai chứ? Đại huynh, gián cược này thật quá tuyệt. Huynh không chỉ chiếm được lòng dân, mà cái chính là có thể nhìn được bản chất của dân cuồng. Theo để thấy, con người dân cuồng sau này sẽ có hành động gì không? Ta không cho rằng như vậy. Tại sao? Bởi vì bên cạnh hắn còn có Tô Triết. Giả như Tô Triết lợi dụng chúng ta, đây cũng là một ý hay. Tô Triết. Thiếu tướng quân, nói. Tô tiên sinh nghe nói Trương Cát tấn công Hung Nô trở về, đã được ngoài 10 dặm rồi. Thần lo lắng hắn sẽ điều quân tấn công Khấu Quyện. Ngài thấy chúng ta có nên lập tức rời binh rút khỏi đây không? Trương Cát lại làm sao? Tô tiên sinh cho rằng dân quần ta không thể đánh được Trương Cát sao? Nhưng hắn ta có 40 vạn binh lính. Vậy thì sao? Ở đây địa hình hiểm trở, chúng ta chiếm ưu thế rồi. Hơn nữa ta đã đánh lâu như vậy, dù cho Trương Cát hắn có 3 đầu 6 tay cũng không làm gì được. Thiếu tướng quân, không, Khấu Quyện này ta khó lắm mới có thể hạ được. Trước khi thúc phụ phái người đến tiếp nhận, dù có thế nào ta cũng không rời đi. Tướng quân, thư của ngài. Chuẩn bị xe. Rõ. Thiếu tướng quân muốn đi đâu vậy? Hải ca mời ta uống rượu. Thiếu tướng quân, Hải Thiên, người này còn rất thâm hiểm. Ta thấy hay là nên giữ khoảng cách với hắn thì tốt hơn. Tô tiên sinh, vừa nãy người kêu ta hòa hữu với hắn là ngươi. Bây giờ người kêu ta giữ khoảng cách cũng là ngươi. Vậy rốt cuộc, ngươi muốn ta phải làm thế nào? Thiếu tướng quân, ngươi có còn nhớ không? Tình cảnh hắn vì lão bá tánh cả thành mà cầu xin. Một kẻ xuất thân là tên sành sỏi cờ bạc như hắn, mới nhìn đã biết bản lĩnh không vừa. Hơn nữa, ngài đứng trước mặt rất nhiều người dân, cho hắn ta cái danh dự đó, hắn ta sẽ càng hiểu rõ. Thiếu tướng quân, kẻ chiếm được lòng dân sẽ có được thiên hạ. Tô tiên sinh, ta thấy ông chính là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Hải ca của ta chỉ là bản tính lương thiện mà thôi. Làm gì có chuyện như lời ngươi nói. Nếu như thật sự huynh ấy có lòng phản,
Trong tay chân cuồng ta còn có đao và quân đội, lẽ nào phải sợ ba kẻ nông dân đó sao? Đi thôi. Tô tiên sinh, ta đang câu cá. Có chuyện gì lát nữa hãy nói, đừng để cá của ta sợ mà chạy mất. Được. Phim được thuyết minh bởi HD Việt. Tôi tiên sinh. Tiên sinh. Hải công tử, ngươi đã đợi ta cả một ngày rồi. Rốt cuộc là muốn nói chuyện gì? Tiếng tăm của tiên sinh giang xa, Hải Thiên ta đây sớm đã nghe nói đến, nên muốn lắng nghe những lời chỉ dạy của tiên sinh. Hy vọng tiên sinh có thể chỉ bảo. Hải Thiên cảm kích vô cùng. Tiền đồ của ngươi còn rất xa. Tô tiên sinh, ta biết ngươi muốn nói điều gì, nhưng phụ nữ không lấy hai lần chồng, trung thần không thờ hai chủ. Ta nhận ân huệ của Tần Dương, nhận bổng lộc nhà họ Vân. Ngươi hiểu chứ? Vâng. Hải Thiên đường đột tôi. Thấy ngươi thành tâm muốn học hỏi như vậy, ta tặng ngươi một câu. Nơi đây không nên ở lại lâu. Ta sắp phải đi rồi. Ngươi cũng mau chóng đi đi. Được. Ngươi không hỏi ta nguyên do tại sao ư? Ta tin tiên sinh. Được. Núi non vẫn còn đó, nước biếc vẫn lưu dòng. Chúng ta sẽ có ngày gặp lại. Tiên nữ, người đâu? Báo cáo tướng quân, 40 vạn đại quân của Trương Cát đã tiến vào rồi. Quân chúng ta không thể chống đỡ nổi. Sao không đánh thức ta dậy? Tướng quân có dặn, khi ngủ, cho dù là việc cực kỳ quan trọng, không được đánh thức ngài. Thuộc hạ không dám. Hải ca và Tô tiên sinh đâu? Thuộc hạ đã tìm rồi, không thấy bọn họ ở đâu cả. Đuổi theo cho ta. Rõ.
Ta tìm thấy rồi, muội cũng tìm thấy rồi. Khi còn nhỏ, muội muốn lấy một người như thế nào? Tỷ nói trước đi. Không được, muội nói trước đi. Muội muốn lấy một người rất bình thường, một người biết võ công. Sau này nếu có ai ức hiếp muội, thì người đó có thể bảo vệ được muội. Tỷ thì sao? Ta thì chẳng muốn làm hoàng hậu nương nương. Buồn cười quá. Quẻ bói đó nói tỷ có tướng là mẫu nghi thiên hạ. Bây giờ nhị thế đăng cơ, nói không chừng tỷ thực sự có cơ hội đấy. Được rồi, dịu qua, muội còn dám trêu ta nữa à? Nhưng lúc nhỏ thì vẫn chỉ là lúc nhỏ. Bây giờ chúng ta lớn rồi. Chị bây giờ thì sao? Muội muốn lấy một người như thế nào? Bây giờ à, muội muốn tìm một người có thân hình dạng dở, có quy phong lẫm liệt, có xấu một chút nhưng không phải là người xấu. Tốt nhất thì cần phải có võ công không ai địch nổi, có dũng khí kiên cường, trong lúc hỗn loạn nhất vẫn có thể bình tĩnh. Phải, khi gặp khó khăn quyết không lùi bước. Tướng mạo không cần quá ưu tú, nhất định phải có dũng khí. Chết rồi, sao vậy? Muội nói xem, nhỡ có một ngày chúng ta yêu cùng một người thì biết làm thế nào? Nhất định muội sẽ nhường cho tỷ. Nhà họ Lữ có ơn với muội, muội sẽ không quên ân phụ nghĩa. Không được, muội lại thế nữa rồi. Lần nào muội cũng nói là nhường cho ta. Vậy nhỡ có một ngày chúng ta thật sự yêu cùng một người, chúng ta đều không được lựa chọn, mà sẽ giao quyền lựa chọn cho người đó, để người đó chọn. Hơn nữa còn phải bảo đảm rằng tuyệt đối không được làm ảnh hưởng tới tình cảm tỷ muội chúng ta. Sao vậy? Sao muội có thể so sánh với tỷ được? Muội lại nữa rồi, dịu qua. Được rồi, được rồi. Vậy nếu có một ngày chúng ta cùng yêu một người, thì ta sẽ nhường cho muội. Chứ vậy không được. Được được, ai bảo muội là muội tốt của ta chứ. Đi thôi. Trần Cẩu, ngươi không bắt được ta đâu. Truy tìm cho ta, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Trần Cẩu, ngươi không bắt được ta đâu. Truy tìm cho ta, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Có người rơi xuống nước, mau đến xem đi. Lạc Nhi, bên này, bên này. Đao của Quỳnh ấy rơi rồi, để ta đi tìm. Lạc Nhi,
là huynh ấy. Quân Trần đến rồi. Được rồi, được rồi, đừng cử động. Ta muốn giết chúng. Ta muốn giết chúng. Đừng cử động, vết thương sẽ bị rách ra mất. Được rồi, được rồi. Đừng sợ. Lạc Nhi, huynh ấy không sao rồi chứ? Đã qua một tuần nhang rồi, nhưng huynh ấy vẫn chưa tỉnh lại. Đại phu nói chỉ cần qua một tuần nhang thì huynh ấy sẽ không sao. Đúng rồi, muội đã thức trắng cả một đêm rồi. Muội đi nghỉ trước đi, ở đây có ta là được rồi. Không sao, muội không mệt. Muội thức đêm đến nỗi có quần thâm ở mắt rồi kìa, còn nói là không mệt. Được rồi, muội muội tốt của ta, muội mau nghỉ đi. Lạc Nhi, huynh ấy chính là người lần trước tỷ nói là anh hùng mà tỷ từ trước đến nay chưa gặp lại, đúng không? Sao muội biết? Khi cha mắc bệnh, tỷ cũng chưa từng tận tình như thế. Thực ra ta đối với huynh ấy trước đây không có cảm tình tốt lắm. Nhưng muội biết không, có một lần khi đại dương đi dạo, đột nhiên có một đứa bé chạy đến giữa đường. Lúc đó mọi người đều rất sợ hãi. Huynh ấy giống như là một vị thần từ trên trời rơi xuống, chạy đến ôm đứa bé đó, đã cứu mạng nó. Ta nghĩ một người không tiếc tính mạng mình mà cứu người khác như thế, nhất định là một anh hùng. Vậy tỷ cho rằng huynh ấy còn nhớ tỷ không? Có. Muội đi đây. Tại sao trong lòng ta lại khó chịu như vậy? Tại sao ta lại đi đố kỵ với Lạc Nhi? Không được, chuyện này không được. Lạc Nhi nói tỷ ấy sẽ nhường ta. Ta phải tin tưởng tỷ ấy. Ta phải tin tưởng tỷ ấy. Nhưng ngộ nhỡ huynh ấy thích Lạc Nhi thì làm sao đây? Ông trời ơi, ông thật sự quá thiên vị rồi. Ông để cho Lạc Nhi có cha có mẹ có gia đình là đủ rồi. Tại sao ngay cả huynh ấy, tại sao ngay cả huynh ấy cũng là của Lạc Nhi? Như vậy không công bằng. Không công bằng. Trên thế gian này căn bản là không công bằng. Chị Ngọc, đến bây giờ cô mới thấy không công bằng sao? Khi ta còn rất nhỏ, cùng với phu nhân được gả vào nhà họ Lữ thì đã cảm thấy không công bằng rồi. Cùng là người, tại sao người ta là chủ còn ta lại là nô tỳ? Cùng là vợ, tại sao người ta là vợ lớn còn ta chỉ là vợ bé? Cùng ăn ba bữa cơm, tại sao người ta được ngồi trên bàn ăn mà ta lại chỉ có thể trốn trong nhà bếp? Mỗi ngày ta đều tự hỏi. Hỏi đến cuối cùng, hỏi đến nỗi tự ta còn cảm thấy phiền phức. Cô có biết đáp án là gì không? Ta cũng không biết. Căn bản ta tưởng chỉ cần ta cho ông ấy một đứa con trai thì tất cả những thứ này đều có thể thay đổi. Nhưng ông ấy không cho ta cơ hội này. Ông ấy đuổi ta đi. Ông ấy không cần ta nữa. Vậy thì tại sao ông ấy còn muốn lấy ta? Lẽ nào ông ấy không biết đây là cuộc đời của ta? Cuộc đời của ta. Chị Ngọc, chị làm ta đau. Chị làm ta đau.
cô có biết muộn như vậy rồi tại sao ta lại xuất hiện ở đây không? Vì thân thể của ta đang run rẩy, ta cần sự ấm áp, nhưng ta lại không có được. Ta chỉ có thể nhân lúc đêm hôm khuya khoắt thế này, để cho những trận gió lạnh làm nguội đi con tim đang bốc quả của ta, dập tắt đi. Ta nói cho người biết, Vu Ngọc Nô ta không sợ trời không sợ đất. Dạ nhất có ngày nào đó cha nuôi người đem ta cho Nhã Mau, ta nhất định sẽ cắm sừng vào đầu hắn ta. Trên đầu hắn ta mà có thêm một cặp sừng, nhất định rất đáng xem đấy. Chị Ngọc, cũng muộn lắm rồi, để con đưa chị về phòng. Ta khuyên người, có thể lấy chồng thì nhanh chóng đi lấy chồng. Ở lại đây lâu rồi, những chuyện bất công còn nhiều lắm. Không đúng, trên thế giới này nơi nào cũng có sự bất công, tới đâu cũng như nhau thôi. Đây là số mệnh, đây là số mệnh. Chị Ngọc, muội biết chúng ta có duyên phận, muội cũng biết chúng ta nhất định sẽ gặp lại nhau. Chị cô nương này, huynh tỉnh rồi à? Là cô đã cứu ta. Muội đã cứu huynh hai lần rồi. Hai lần? Huynh không nhớ à? Lần trước là ở quán trọ. Quá ra hôm đó là một cô gái. Không phải huynh định nói với muội huynh không kết bạn với nữ nhi chứ? Không phải, đương nhiên là không phải vậy. Ta tên Dân Cuồng, muội biết. Trong tên của huynh có một chữ cuồng. Dân Cuồng. Làm sao cô biết? Đây là vật lần trước huynh đánh rơi ở quán trọ. Muội luôn muốn đem trả lại cho huynh. Ngọc bội sao có thể ở chỗ cô được? Cho nên người hôm trước ở phủ thái úy cũng là cô. Muội tên Lữ Lạc. Lữ Lạc. Huynh có thể gọi muội là Lạc Nhi.
Lạc Nhi, sao muội lại rèn kiếm? Muội cứu được huynh, nhưng lại không kịp cứu thanh kiếm của huynh. Muội muốn rèn một thanh kiếm giống như vậy trả lại cho huynh. Vậy muội, thực ra cha muội là cao thủ trong lĩnh vực này. Đáng tiếc là cha muội chưa từng nhìn thấy thanh kiếm của huynh. Nếu không, cha nhất định sẽ rèn được một thanh giống như vậy. Không sao đâu, kiếm không quan trọng, quan trọng là người sử dụng kiếm. Chỉ cần người còn thì kiếm nào cũng được. Đúng vậy, quan trọng là người sử dụng kiếm. Không hay rồi, chúng ta đã bị quan binh bao vây rồi. Nhất định là đến bắt ta rồi. Ta sẽ ra ngoài liều với chúng. Dương đại ca, vết thương của huynh vẫn chưa lành mà. Cứ ra ngoài như vậy, đồng nghĩa với việc đi tìm cái chết. Để bọn muội nghĩ cách cho. Ta có cách rồi, đi theo ta. Phu nhân, lão gia, không hay rồi. Chúng ta bị quan binh bao vây rồi. Tỷ tỷ, tỷ sao vậy? Không sao. Xin hỏi tướng quân, hạ cố đến hàng xá có gì chỉ dạy? Ta đến truy bắt phạm nhân. Thời gian gấp rút, tất cả mọi người đứng yên tại chỗ. Không ai được phép di chuyển. Người đâu? Lục soát. Rõ. Các người lui ra, tuân lệnh. Ta đến truy bắt phạm nhân. Nếu có mạo phạm, xin được lượng thứ. Ngươi muốn làm gì? Nếu như ngươi dám bước qua đây, ta sẽ chết cho ngươi xem. Đứng lại. Chuyện này là sao chứ? Tướng quân, nam nữ thọ thọ bất thân, nếu ngài bước tiếp, con gái ta sau này còn mặt mũi nào gả cho người khác chứ? Xin lỗi, không phải ta có ý mạo phạm. Ta đi trước đây. Không sao chứ? A Đức, dặn dò tất cả mọi người, không có lệnh của ta, ai cũng không được phép vào đây. Dạ. Sao quan binh lại muốn bắt cậu? Cậu rốt cuộc là người thế nào? Cha, cha không hỏi con. Thống lĩnh tam quân của Sở Quốc, Vân Cuồng. Nếu trang chủ muốn lập công, có thể báo với Trương Cát ta ở đây, sẽ có trọng thưởng. Còn nếu trang chủ lo lắng bị liên lụy, ta sẽ lập tức rời khỏi đây. Dương đại ca, đợi chút. Cha, sức khỏe của huynh ấy vẫn chưa hoàn toàn hồi phục. Nếu như để huynh ấy đi như vậy, ngộ nhỡ trên đường đi gặp phải quan binh, nhất định sẽ mất mạng. Chẳng phải cha luôn ủng hộ quân Sở thắng quân Trần sao ạ? À? Huynh ấy chính là chỉ huy của quân Sở, là hy vọng của mọi người. Cha không thể thấy chết mà không cứu chứ. Đúng vậy, cha nuôi. Cha cũng thấy huynh ấy thương tích đầy mình. Xin cha mắt nhắm mắt mở, tha cho huynh ấy đi ạ. Ta có nói không cho hắn ta ở lại sao? Người trẻ tuổi, làm việc không nên nóng nảy như vậy. Cậu cho rằng khắp thiên hạ chỉ có mình cậu căm hận bảo quân hay sao? Tuy chúng ta không thể xông pha trận mạc như cậu, nhưng chút chuyện như vậy thì vẫn có thể giúp được. Cậu có biết binh khí các cậu dùng để đánh trận là từ đâu mà có không? Không lẽ... Không sai. Những binh khí đó đều lấy từ Lữ gia trang chúng ta. Yên tâm ở lại đây dưỡng thương đi. Đợi khi vết thương lành hẳn hẳn đi,
Đa tạ trang chủ. Cảm ơn cha. Dương đại ca, đi lại lâu như vậy rồi, vết thương của huynh nhất định rất đau. Đi, muội dẫn huynh qua phòng khách. Dịu qua, muội làm tốt lắm. Có điều phải đi băng bó lại vết thương, tránh bị nhiễm trùng. Dương đại ca, mọi người đều giúp huynh, huynh phải dưỡng thương thật tốt đó. Trương Cát, huynh vẫn còn sống. Huynh vẫn còn sống. Sao ông trời lại trêu đùa ta như vậy? Cái này tặng cho muội. Những lúc huynh không có ở đây, muội nhìn thấy nó cũng giống như là nhìn thấy huynh vậy. Vậy nên tặng nó cho muội có được không? Ý của muội là nếu chẳng nhất huynh không còn nữa, muội sẽ dùng nó để đến bên huynh. Tuyết Như, quân như bàn thạch, thiếp như bồ thảo. Bồ thảo nhẫn như tỷ, bàn thạch vô chuyển di. Đi thôi. Đây là danh sách những người tử nạn doanh trại gửi tới, có cả tên Trương Cát. Sao chị? Lại nhớ cha nàng à? Đúng vậy, cha thiếp chỉ để cho thiếp cái này thôi. Nuôi con cả đời, chị lo âu cả đời. Những gì cha mẹ hy sinh vì chúng ta cứ như mới hôm qua. Chớp mắt một cái, chúng ta đã làm cha mẹ rồi. Chỉ có điều không biết Lạc Nhi bao giờ mới hiểu được tấm lòng của bậc làm cha mẹ chúng ta. Lạc Nhi không phải về rồi ư? Có những chuyện không thể gấp được, phải từ từ dạy bảo. Hơn nữa bây giờ Lạc Nhi ở nhà sẽ không gây chuyện nữa đâu. Nàng cho rằng ở trong nhà là an toàn à? Sao lão gia lại nói vậy? Nàng không thấy hôm nay ánh mắt của Lạc Nhi nhìn dân cuồng ư? Ta dám cá với nàng, bọn chúng đã quen nhau từ trước. Hơn nữa tình cảm không bình thường. Lão gia sợ con tự ý quyết định chuyện hôn nhân à? Con do nàng sinh ra, nàng còn không hiểu tính cách của nó ư? Trên đời này có chuyện gì mà nó không dám làm? Kiếp trước ta không biết gây nghiệp gì, mà kiếp này phải lo lắng vì con gái như vậy. Lão gia, thiếp nói thật lòng, dân cùng cũng xem là dòng dõi quý tộc. Quan được, chuyện hôn nhân do bên nhà nữ làm chủ từ bao giờ? Cho dù ta không so đo, dân cùng là người đem quân đi chinh chiến. Nàng cũng không muốn thấy con gái mình phải cả đời cô độc chứ? Tất nhiên là không rồi. Nhưng cảm giác hạnh phúc của mỗi người là không giống nhau. Đôi khi hai người ở bên nhau cả đời cũng không được hạnh phúc. Nhưng cũng có khi
Hai người ở bên nhau dù chỉ một ngày thì cũng đủ hạnh phúc cả đời rồi. Chúng ta làm sao biết được cảm giác của Lạc Nhi chứ? Thơm quá. Để muội mang cho huynh ấy. Không cần đâu, để tỷ mang cho. Để muội. Không sao đâu, để tỷ làm cho. Để muội. Để tỷ. Tỷ không sao chứ? Xin lỗi muội, tiếc là nồi canh đó bị đổ rồi. Để muội nấu nồi khác. Không cần đâu, Dân đại ca đói rồi. Tỷ thấy nhà bếp vẫn còn thức ăn. Tiểu Thúy à, mau mang thức ăn lại đây. Dân, ta thấy mùi đối với Dân đại ca cũng rất tốt. Có phải mùi thích huynh ấy không? Nếu muốn nói là có thì tỷ sẽ nhường cho mùi không? Tỷ từng nói thế mà. Xin lỗi chịu qua. Trên thế giới này thứ gì ta cũng có thể nhường cho mùi, nhưng Dân đại ca thì không được. Hay là chúng ta cạnh tranh công bằng nhé. Tiểu thư, đồ ăn mang đến rồi. Cảm ơn. Lạc Nhi, mùi chỉ đùa với tỷ thôi. Mùi tốt với Dân đại ca là vì quân ấy cũng là anh hùng của tỷ. Giỏi lắm, mùi dám đùa ta à? Đợi ta mang thức ăn cho quân về sẽ xử lý mùi. Mau đi đi, Dân đại ca đói rồi. Diệu qua, cảm ơn mùi đã cứu Dân đại ca. Cảm ơn mùi, ta nhất định sẽ báo đáp mùi. Cha, sau này con sẽ không tin bất kỳ ai nữa. Sau này chỉ cần có thứ con thích, con sẽ tự mình giành lấy. Diệu qua đã hầm canh gà cho huynh, nhưng đã bị muội làm đổ rồi. Huynh uống canh này vậy, lát nữa nấu gà cho huynh sao? Cảm ơn muội. Muội đối với ta thật tốt. Trừ túc phụ của ta, chưa có ai đối với ta tốt như vậy. Muội tốt với huynh là chuyện đương nhiên. Tại sao? Vì muội muốn tốt với huynh thôi. Huynh uống canh đi, lát nữa sẽ lấy thuốc cho huynh. Có ngon không? Ngon lắm. Huynh uống nhiều một chút. Dù cô nương, cô lui ra đi, chuyện này giao cho tôi. Việc này không sao đâu, tôi làm gì cả ngày rồi, muốn vận động một chút. Dân, Diệu Hoa, huynh, mùi cũng giống như Lạc Nhi, gọi ta là Dân đại ca đi. Dân đại ca, lúc nãy thấy huynh ở cùng Lạc Nhi, tỷ ấy đâu rồi? Cô ấy vào trong rồi. Cô ấy nói muốn làm đồ ăn cho ta. Tỷ ấy đối với huynh thật tốt. Đúng vậy. Chuyện hôm nay thật sự cảm ơn muội. Huynh từng cứu muội một lần, lần này xem như muội báo đáp huynh. Hai chúng ta không ai nợ ai. Ta từng cứu muội sao? Có một lần trên núi huynh đã cứu muội. Thì ra là muội à. Xem ra chúng ta thật có duyên. Đúng rồi, người làm trong phủ nhiều như vậy, sao muội lại tự mình ra đây phơi chăn vậy? Muội là cô nhi, nói dễ nghe thì là con nuôi, còn nói khó nghe thì cũng không khác gì người làm cả. Nên nếu không cần làm phiền người khác thì nên tránh làm phiền họ. Nhưng ta thấy lão gia đâu xem muội như người dưới. Cha nuôi rất tốt với muội, những việc muội phải làm ít hơn người khác nhiều rồi. Nhưng người khác càng tốt với huynh thì huynh lại càng không muốn làm phiền họ. Muội nói nhiều như vậy, không biết huynh có hiểu không? Muội nói mấy chuyện này với huynh làm gì chứ? Huynh không hiểu đâu.
không? Ta hiểu. Ta cũng là cô nhi giống như muội, từ nhỏ cùng với thúc phụ lưu lạc khắp nơi, đi đến đâu cũng bị người ta bắt nạt. Vì để không bị người ta bắt nạt, ta đã nghĩ ra một cách, là lấy sức mạnh chống lại bọn chúng. Muội xem, khắp người ta đều có những vết thương như thế này, vết sẹo to quá. Chắc lúc đó huynh đau lắm. Không đau. Cho dù là lúc đó hay bây giờ. Vì vậy muội biết rồi chứ, muội không phải là người đáng thương nhất. Ít ra muội vẫn còn có một mái nhà. Người họ Lữ còn coi muội như người thân nữa. Không ngờ huynh cũng biết an ủi người khác. Lẽ nào muội cho rằng ta chỉ biết đánh trận thôi ư? Muội không thích chiến tranh. Vậy ư? Nhưng chiến tranh là điều bắt buộc. Thôi đi, hôm nay ta thật sự cảm ơn muội. Không làm phiền muội nữa. Dân đệ ca, chuyện gì vậy? Huynh đợi muội một chút, muội trả áo lại cho huynh. Được. Lạc Nhi, Dân đệ ca, sao lưng muội giấu cái gì vậy? Không có gì, chỉ là quần áo mang đi giặt thôi mà. Hai người định ra ngoài à? Đại phu nói vết thương của Dân đệ ca không thể ở trong phòng mãi được, nên chúng ta quyết định đi ra ngoài dạo chơi. Muội cũng đi nhé. Thôi hai người đi đi, muội không đi đâu. Muội không cản trở hai người nữa. Có gì mà cản trở chứ? Cùng đi đi mà. Không cần đâu, muội không đi. Muội còn rất nhiều việc phải làm. Hai người đi đi. Tỷ biết muội ở không không được mà. Vậy được, đừng làm mệt quá. Tỷ đi đi. Dân đại ca, chúng ta đi thôi. Bảo ta đi à? Đi làm gì chứ? Xem các người chàng chàng thiếp thiếp hay là muốn nhắc nhở ta là người thất bại? Có chuyện gì vậy? Trai chưa vợ, gái chưa chồng, ngươi vẫn còn cơ hội mà. Để xem ngươi có nắm bắt được hay không thôi. Thực ra đàn ông mà. Nè, ta đang dạy ngươi đó. Sao ngươi lại không biết tốt xấu thế? Ta không hiểu ngươi đang nói gì. Cũng khó trách. Trước kia ta luôn không tốt với ngươi, nhưng bây giờ không còn giống như trước kia. Lữ gia hủy hoại hạnh phúc của đời ta, ta sẽ không để họ được sống yên đâu. Ta biết ngươi cũng giống như ta vậy, đúng không? Ngươi nói linh tinh. Lữ gia đối với ta ân trọng như núi. Ân trọng như núi à? Cái con khỉ. Bọn họ chỉ coi ngươi như một nha hoàn thôi. Ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể ngang hàng với Lạc Nhi sao? Ngươi tin ta đi. Với tính khí của Lạc Nhi, không có đàn ông nào chịu nổi cô ta đâu. Đàn ông đều thích người phụ nữ dịu dàng, hiểu lòng người khác, giống như ngươi vậy. Đừng động vào ta. Nếu người biết lấy lòng đàn ông, sao không đi lấy lòng cha nuôi đi? Ta còn có việc phải làm, ta đi đi. Sẽ có một ngày người phải quay lại cầu xin ta.
Muội thấy muội thật hạnh phúc. Từ nhỏ tới lớn, cha mẹ muội đều rất thương muội. Muội sống rất là vui vẻ, không hề nghĩ tranh giành với ai. Trong chuyện nhà quan trọng nhất lại càng đông càng vui. May mà có Diệu Qua ở bên muội. Sao muội không nói tiếp? Sau đó muội còn quen biết huynh nữa. Muội đáng được nhận mà. Muội vừa lương thiện, vừa biết suy nghĩ cho người khác, không hề ích kỷ. Có nhiều người yêu thương muội là vì muội xứng đáng như vậy. Huynh nghĩ thật sao? Vân đại ca, vết thương của huynh hình như là chảy máu rồi. Không sao đâu, sắp đến rồi. Đều do muội không tốt. Lúc đầu chỉ muốn cùng huynh ra ngoài đi dạo một lát để huynh dưỡng thương thôi. Không sao đâu. Hay là muội giúp huynh đánh xe nhé. Muội cẩn thận, để muội làm cho. Cẩn thận. Không sao đâu, cứ để muội. Muội ngồi xuống đi. Lạc Nhi, muội không sao chứ? Xin lỗi Vân đại ca, vết thương của huynh không sao chứ? Không sao, không sao đâu. Huynh xem con người muội thật là dũng dày, chuyện gì cũng không biết làm. Cha muội nói rồi, muội nhất định sẽ không thèm lấy ai đâu. Sao có thể như vậy chứ? Không đâu. Sao huynh biết được chứ? Ta biết mà. Tỷ tỷ, muội đã 3 ngày không ăn gì rồi. Tỷ có thể cho muội chút đồ ăn không? Muội từ đâu đến vậy? Bọn muội từ Khấu Quyền đến đây. Ở đó đang có chiến tranh. Không lẽ là thuốc phụ? Trên người tỷ cũng không có đồ ăn. Hay là muội cầm lấy ít tiền vào thôn mua ít đồ ăn đi. Cảm ơn tỷ tỷ. Cô nương tốt bụng, cho chúng tôi ít đồ ăn đi. Chúng tôi mấy ngày không ăn gì rồi. Chúng tôi không đi nổi nữa, sắp chết rồi. Cầu xin cô hãy cứu chúng tôi. Đưa cho tôi, đưa cho tôi. Các người làm gì vậy? Đi thôi. Mười không sao chứ? Thật quá đáng. Mười có lòng tốt cứu bọn họ. Bọn họ là như vậy. Bỏ đi Dân đại ca, tất cả cũng tại chiến tranh. Bọn họ cũng chỉ vì sinh tồn thôi. Vì thế ta mới nói muội lương thiện. Chiến tranh cũng là vì để có hòa bình. Lạc Nhi, muội tin huynh sẽ có một ngày huynh sẽ xây dựng đất nước hòa bình, không để người khác chịu như vậy nữa. Muội tin huynh. Vết thương của huynh sao chứ? Không sao. Chúng ta đi thôi. Xe ngựa của chúng ta đâu? Nhất định bị họ lấy rồi. Vậy phải làm sao đây? Ở đây cách nhà rất xa, chúng ta cũng không có tiền nữa. Có một cách, chúng ta có thể đi bộ về nhà, thì xem ai nhanh hơn. Được thôi, ai thua bắt chước tiếng chó sủa. Được thôi. Đợi muội với. Nhanh lên. Muội đấy nắm tay ta đi cùng chứ? Ta thấy muội rất mệt mỏi, như vậy ta có thể đỡ muội đi cùng mà không ảnh hưởng đến danh tiếng của muội. Nam nữ thọ thọ bất thân mà. Không sao, muội không mệt, muội tự đi được. Huynh cười gì chứ? Trước kia huynh không đi được, thúc phụ cũng kéo huynh đi như vậy. Lúc đó huynh cũng nói như vậy.
Cháu không mệt, cháu tự đi được. Vậy chắc hồi nhỏ Quynh là một đứa trẻ nghịch ngợm rồi. Đúng thế, ta rất nghịch. Ta luôn cầm đầu bọn trẻ mà. Lúc đó thúc phụ của ta muốn ta học. Ta chỉ hứa học có nửa tháng là không học nữa. Thúc phụ ta tức lắm. Sau đó thúc phụ đưa ta đi học võ. Ta cũng chỉ học có nửa tháng thì bỏ. Thúc phụ hỏi ta sao như vậy. Mời đoán xem ta trả lời thế nào. Quynh trả lời thế nào? Quynh nói với thúc ấy, võ không có giỏi cũng chỉ đánh được một hai người. Ta muốn học cách có thể đánh được cả trăm ngàn người. Quynh nói dối, học võ công của Quynh rất tốt mà. Đó là sau này ta mới học thôi. Cẩn thận! Đây là nơi nào vậy? Hình như là bẫy để bắt thú rừng. Cứu tôi với! Có ai không? Cứu tôi với! Lạc Nhi đừng gọi nữa. Trong thời gian này không có ai đến đâu. Mùi có bị thương không? Lúc mùi rơi xuống hình như bị trật chân rồi. Ta xem nào. Này, nam nữ thỏ thỏ bất thân mà. Nhưng sự việc cấp bách, nếu gãy xương thì không được đâu. Mùi có đau không? Cố chịu một chút, sẽ hết đau thôi. Bình thường Quynh có hay bóp chân cho nương tử của Quynh như vậy không? Ta vẫn chưa có nương tử. Được rồi, được rồi. Trời sắp tối rồi. Có lẽ người ta sẽ đợi đến chiều tối mới ra đây kiểm tra bẫy. Lúc đó chúng ta có thể ra ngoài. Cô lạnh à? Một chút. Này, làm gì đó? Ta cởi áo cho cô. Không cần đâu. Quynh ngồi gần tôi một chút là được mà. Chúng ta có thể sưởi ấm cho nhau. Có làm sao đâu. Tôi tin Quynh là chính nhân quân tử. Tôi là nữ nhi còn không để ý. Anh để ý gì chứ? Thà chết không hàng. Thà chết không hàng. Thà chết không hàng. Có đầu hàng hay không? Có chết cũng không hàng. Có đầu hàng hay không? Có chết cũng không hàng. Có chết cũng không đầu hàng. Có chết cũng không đầu hàng. Có chết không hàng. Có chết cũng không đầu hàng. Có chết cũng không đầu hàng. Con trai, cha con không còn nữa. Tiết quốc của chúng ta cũng không còn nữa. Mẹ không muốn con trở thành nô lệ của Dông quốc. Chúng ta bị chê cười. Vậy nên mẹ phải đưa con đi cùng. Con không trách mẹ chứ?
mẹ. Dân đại ca, huynh sao vậy? Dân đại ca, Dân đại ca. Được rồi, được rồi, được rồi. Thực ra lúc nhỏ muội cũng sợ sấm chớp lắm. Nhưng mỗi lần có sấm chớp, mẹ muội đều bên cạnh giường hát cho muội nghe. Sau này mỗi lần có sấm chớp, muội đều hát. Hát như vậy sẽ không sợ nữa. Mẹ ta không biết hát, nhưng ta vẫn rất yêu bà ấy. Trong một ngày sấm chớp nhiều năm về trước, ta tận mắt nhìn thấy mẹ ta chìm xuống nước, dần dần không nhìn thấy rõ nữa. Lúc bà ngoại muội mới qua đời, muội cũng rất là khó chấp nhận sự thật đó. Muội rất muốn đi tìm bà, nhưng sau đó mẹ muội nói với muội, thật ra bà ngoại không rời xa chúng ta, bà đi lên trời. Bà lên trời làm thần tiên, vậy nên bà sẽ mãi mãi trên trời nhìn chúng ta. Vậy à? Đúng vậy. Lạc Nhi, ta xin lỗi. Dân đại ca, có phải huynh không thích muội không? Không phải, ta tất nhiên thích muội. Ta không muốn muội nghĩ ta nhân cơ hội. Muội không phải là người con gái buông thả. Nếu là người muội không thích hôn muội, muội sẽ đẩy ra. Thật vậy à? Lạc Nhi, Dân đại ca, muội mệt rồi, muốn ngủ một lát. Trời sáng huynh gọi muội nhé. Được rồi. Không đuổi được đâu, chạy từ từ thôi. Nào, hai vị đừng trách tội. Nhà chúng tôi sơ ý, đào hố lớn để bẫy hổ, không ngờ lại hại hai vị. Tôi tưởng chỗ quan du hẻo lánh thế này không có người vào. Hai vị xin hỏi thật, có phải đã đính ước với nhau rồi không? Này, ông tưởng ai cũng như ông à? Lúc nào cũng đưa cô nương về tận chỗ sơn cùng thủy tận này à? Chẳng phải bà tự nguyện đồng ý còn gì? Bà dám nói chúng ta sống không hạnh phúc không? Sao ông lại nói sằng bậy trước mặt người khác thế? Chẳng ra sao cả. Hai vị đừng trách nhé. Nào, ở miền quê này chẳng có gì ngon cả, chỉ có chút đồ này thôi. Nào. Ngon lắm. Tất nhiên rồi, nếu bà ấy không có tài nghệ nấu ăn thì tôi đâu có lấy về đây, đúng không? Ai thèm lấy ông chứ? Bà không lấy tôi thì lấy ai đây? Ông lại thế rồi. Mời mời. Được rồi, đi thôi. Vào trong nhà giúp tôi một tay. Được rồi, hai người từ từ ngồi thưởng thức nhé. Bọn họ thật hạnh phúc. Sau này chúng ta cũng hạnh phúc như họ. Mỗi tin lời huynh. Mùi ăn no rồi, mùi ra đây một lát. Mùi sao vậy?
Không sao, muội chỉ thấy bọn họ hạnh phúc. Chúng ta đến đây dường như làm phiền họ vậy. Sau này chúng ta cũng hạnh phúc như họ. Sau này? Vì sao lại là sau này? Vì sao không thể là bây giờ chứ? Bạo quân chưa diệt, chưa thể thành gia. Ta mang sứ mệnh của nhà họ Dân. Muội có hiểu không? Muội hiểu. Muội chỉ là không hiểu vì sao đợi lâu như vậy. Hơn nữa muội có dự cảm sau này chúng ta có thể phân khai. Không thể nào. Chúng ta không thể rời nhau. Ta sắp đánh đến Lâm Dương rồi. Mấy ngày gần đây ta thường nằm mơ. Ta đã biết được lần trước ta thua ở đâu rồi. Đi, ta kể cho muội nghe. Muội xem, quân ta ở trong này, quân Trần ở ngoài này, ba mặt ta đều bố trí trọng binh. Vì sao họ vẫn đánh được bên trong? Chủ yếu là vì ta bỏ qua núi cao ở phía sau. Lạc Nhi, ta nói với muội chuyện này chắc muội không hiểu đâu. Vậy huynh dạy cho muội đi. Huynh dạy muội là muội hiểu. Nhưng binh pháp Bắc Đại Tinh Thâm không phải một hai câu là có thể hiểu hết. Thôi, sau này ta sẽ giảng cho muội dần. Chúng ta về đi. Nếu không Lữ Trang chủ sẽ lo đấy. Đi thôi. Chúng ta đi nhanh một chút. Trước khi trời tối có về nhà không? Không vấn đề, chắc sẽ về được thôi. Lạc Nhi, ăn cơm thôi. Lạc Nhi, ta tìm thấy rồi. Ta tìm thấy quỷ cốc tử rồi. Chị cả ngày chỉ biết đọc sách, không chịu ở bên dân đại ca. Chị không sợ có người nhân cơ hội đó xen vào à? Ai vậy? Dân đại ca ưu tú như vậy, rất nhiều người thích huynh ấy. Ví dụ mấy cô gái trong thôn, mấy tiểu thư gần đây, ví dụ muội đây. Muội à? Muội thì sao chứ? Chẳng phải tỷ từng nói nếu mà chúng ta cùng yêu một người thì tỷ sẽ nhường cho muội sao? Nhưng ta từng hỏi muội, muội nói muội không thích Dân đại ca. Ta tin muội. Hơn nữa, ta cảm thấy Dân đại ca hình như cũng thích ta. Tỷ đừng dễ tin người như vậy. Diệu hoa của ta, muội chẳng phải mỹ nhân đệ nhất thiên hạ sao? Bây giờ ta muốn đọc sách, để lúc khác ta nói chuyện với muội được chứ? Được, muội tha cho tỷ, muội đi đây. Mẹ nuôi. Sao? Lạc Nhi lại không ăn cơm à? Lạc Nhi lại xem binh thư. Xem ra Lạc Nhi rất chân thành với thiếu tướng quân. Thực ra, nam nữ nói chuyện với nhau chỉ để thể hiện một chút tình cảm trong lòng. Trên thực tế, chẳng có người đàn ông nào muốn một người phụ nữ của mình tranh đấu với mình cả. Nếu như Lạc Nhi xem hết chỗ binh thư đó thì không có lợi cho chuyện tình cảm của hai đứa. Theo lời mẹ nuôi thì mẹ tán thành chuyện của hai người ấy. Đây là sự lựa chọn của Lạc Nhi. Nếu lão cha đồng ý, ta cũng không thể phản đối. Nếu lần sau con gặp nó thì nói với nó như vậy. Con biết tính khí của nó, nó chẳng bao giờ chịu nghe lời ta. Con là chị em tốt của nó, lời con nói nó còn chịu nghe. Nhưng con thấy hai người không hợp nhau.
Tại sao? Dân đại ca là người trên chiến trường, chuyện trên chiến trường chẳng ai nói trước được. Nếu có chuyện gì, Lạc Như còn trẻ như vậy, còn nói giống y như cha của con vậy. Thực ra bây giờ ai đúng ai sai, ta vẫn chưa rõ. Thôi, cứ để tự nhiên vậy. Nếu có duyên, hai đứa sẽ đến được với nhau. Nếu không có duyên, gượng ép cũng chẳng được gì. Dân đại ca, là Du cô nương. Huynh đang làm gì vậy? Nghe nói là có đánh nhau. Ta đoán chắc thuốc phủ sắp đến rồi. Ta phát tín hiệu, mong họ đến sớm để phối hợp với ta. Vết thương của huynh sao rồi? Cũng gần khỏi rồi. Lần trước vẫn chưa trả áo cho huynh. Không phải vội, nhưng trời sắp trở lạnh rồi. Y phục của huynh ít như thế này, sợ sẽ bị nhiễm lạnh. Không vấn đề gì đâu. Lạc Nhi cũng thật là ngày nào cũng nhốt mình trong phòng đọc thư binh, cũng chẳng quan tâm đến huynh. Thực ra đối với phụ nữ mà nói, đọc mấy sách đó có ích lợi gì chứ, đâu có quan trọng bằng người đàn ông bên mình. Vậy à? Ta thấy đó là điểm đáng yêu của Lạc Nhi. Cô ấy lúc nào cũng muốn làm theo cách của mình. Bây giờ cô ấy xem binh thư, chắc chắn là vì ta cười cô ấy không hiểu quân sự. Thực ra chuyện quân sự không phải một ngày hai ngày là hiểu được. Nhưng cô ấy chăm chỉ như thế, ta thật sự không nỡ nào bảo cô ấy đừng đọc binh thư nữa. Xem ra mẹ nuôi nói có lý. Đàn ông không hề thích phụ nữ tranh đấu với họ. Mụ cười gì thế? Không có gì. Mụ đang mừng thay cho Lạc Nhi tìm được người đàn ông thấu hiểu như huynh. Bởi vì cô ấy rất tốt với ta. Đây có lẽ là duyên phận. Đúng rồi. Ở đây Tết Trung Thu có gì đặc biệt không? Trung Thu à? Vui lắm. Chúng ta có thể thả đèn nước, đến miếu nữ qua cầu duyên, có thể đi xem kịch. Nếu Quỳnh thích, mụ có thể đưa Quỳnh đi chơi. Mụ không sao chứ? Dân đại ca, dân đại ca, mụ biết trận pháp lúc trước Quỳnh nói rồi. Lạc Nhi, vừa rồi dân đại ca nói tới Trung Thu sẽ hẹn tỷ đi chơi. Hai người nói chuyện nhé. Muội đi đi. Lạc Nhi, muội sao vậy? Vừa rồi hai người thân mật như vậy, huynh không sợ muội ghen à? Ghen à? Nắm tay muội thì nói nam nữ thủ thủ bất thân, nắm tay người khác thì chẳng nói gì. Vừa rồi ta nắm tay Du cô nương à? Vừa rồi cô ấy bị trơn trượt, ta chỉ đỡ cô ấy thôi mà. Thật mà. Hơn nữa ta có cảm giác, hình như khi gặp muội, ta liền thấy nam nữ tụ tụ bất thân. Ngoài muội ra, khi chạm vào người con gái khác, ta cảm thấy như chạm vào người đàn ông vậy. Nói bừa, Diệu Qua đẹp như vậy, có gì giống đàn ông chứ? Đẹp à? Ta ít khi nhìn cô ấy. Khẩu thị tâm phi. Thật mà, ta ít khi nhìn cô ấy. Hầu hết thời gian ta đều nhìn được rồi. Quýnh nhìn đây. Đây này. Đây là trận pháp Quýnh nói với mụi lúc trước. Mụi hiểu rồi. Mụi định trở thành nữ quân sư à? Không, mụi chỉ muốn làm trợ thủ cho huynh thôi. Mụi không muốn sau này ở bên huynh, huynh sẽ chê mụi không hiểu biết gì cả. Mụi muốn cùng huynh cảm nhận tất cả những niềm vui nỗi buồn trên đời này. Hai ngày nữa là Trung Thu rồi. Trung Thu mụi định làm gì? Thôi đừng vẽ nữa, chúng ta nói chuyện Trung Thu đi.
Quỳnh nhìn muội vẽ đã, cho muội ý kiến đi. Quỳnh nhìn đây này, trên ngọn núi này muội sẽ bố trí trọng binh, sau đó trong hang núi này hình thành thế bao vây. Còn nói tỉ mụi tốt, còn nói nhường cho mình. Nhưng bây giờ đến cạnh tranh công bằng cũng không có cơ hội. Ghen gì chứ, trai chưa vợ, gái chưa chồng, cô còn cơ hội đấy. Ta có cách giúp ngươi. Nhưng còn xem ngươi biết giữ cách không. Buổi tối ta lại đến nhé. Đi đi, ta đợi chàng. Ngươi nhìn thấy cái gì? Tôi không thấy gì cả. Ngươi có chuyện cần ta. Đúng, cô tự nói giúp ta. Ý cô là dân cùng. Ta đã nói rồi, thích thì cứ nhận đi, sao còn phải giấu. Cô sớm nói ra, ta sớm giúp cô, cô cũng sớm được thỏa ước nguyện. Nhưng bây giờ họ đã gắn kết keo sơn rồi, tôi phải làm sao đây? Đàn ông mà vốn dĩ không thể chịu được sự cô đơn, đặc biệt ở tuổi của dân cuồng, tuổi trẻ hừng hực. Chỉ cần y phục của ngươi trễ nải một chút, mê hoặc cậu ta, mê hoặc, cô hiểu không? Thế thì khác nào phụ nữ không đứng đắn, sau này quân ấy sẽ coi thường ta. Muốn đạt mục đích không thể từ thủ đoạn. Đây là sổ sách của nhà bếp, có lẽ là của Du cô nương. Đồ quan trọng thế này mà để mất, chắc cô ấy đang lo lắng. Mê hoặc, mê hoặc, mê hoặc. Vào đi. Vô cô nương,